Còn hiện tại đang là 9 giờ sáng ngày 17 tháng 9 năm 2019 và chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Trên màn hình quý vị hiện tại là một chiếc sập ngũ khúc Tùng Lộc. Cái sập của chúng tôi là đang vừa hoàn thiện mộc rồi, chúng tôi đang chuẩn bị full lot cho anh khách hàng là anh Hùng ở tại Hạ Hòa. Đấy, trước khi chúng tôi sơn thì chúng tôi quay lại video phần mộc để gửi cho anh. Đây là chiếc sập này là có kích thước là 1m8 x 2m, dạ là dày 10 phân tọa độc 8 phân chân 24 và được đục chạm ngũ khúc. Đây là hình ảnh mộc của sản phẩm đây, trước khi chúng tôi quay lại gửi lại cho anh. Đây là phần dạ sập đây, được đục chạm ngũ khúc, nho sóc rất là đẹp. Những thứ sóc này được đục chạm rất là đẹp, rất là nét này. Giữa thì có hoa và rơi các thứ thọ như là đôi chim rất là tình tứ đây, đục chạm rất là nét. Sao mà anh cũng đặt chúng tôi thời gian khá là lâu rồi. Toàn bộ phần là dạ chiếc sập, chân này chân 24 rất là to nhé, chân đục Tùng Lộc thì chúng tôi đã đánh cái giáp nên là nó sẽ lên màu trắng như vậy. Đây là cái đốc bên phải này, cái đốc cũng đục chạm rất là đẹp. Đây là mặt sập, mặt hai lá nhé quý vị nhé. Quay phía bên phải đây, dạ ngang bên nào phải đây. Đấy, phục vụ rất là đẹp. Đây, tôi quay lại một lần nữa tổng thể chiếc sập cho quý vị cũng như các anh Hùng có thể xem được. Mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với xưởng Đồ Gỗ Tùng Tám với số điện thoại là 0987 510 816 và địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Mọi người có thể xem thêm được những sản phẩm khác tại website đogotungtam.com và tôi sẽ để một số hình ảnh chi tiết của sản phẩm này ở bên dưới đường link mô tả của video, quý vị có thể xem rõ hơn. Và tôi xin kết thúc video này để gửi tới anh Hùng ở tại Hạ Hòa, hiện anh đang sinh sống và công tác tại ở bên Đài Loan, bên nước ngoài. Anh rất tin tưởng và ủng hộ những sản phẩm cơ sở chúng tôi. Thế thì thợ sơn chúng tôi đang chuẩn bị để phun sơn lót cho chiếc sập này, phun lót. Lướt qua một lần nữa chiếc sạ này cho anh em xem được chạm rất là đẹp. Ngoài rất là sắc nét. Phần cổ này là chúng tôi đang kê cao lên để nó sơn nhé quý vị nhé, không phải là nó hở như vậy. Kê lên để lót. Và xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết video của chúng tôi.